Chào mừng các bạn đến với bản tin của Vietnam World, nơi cập nhật những thông tin nóng cần quan tâm với những góc nhìn và nhận định tạm thời nhanh chóng được chuyển tới các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật một thông tin duy nhất, đó là thông tin về việc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp cao chính thức tới Việt Nam trong tháng này. Cụ thể, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Việt Nam trong 2 ngày 1 và 2 tháng 12 vừa qua, đây được cho là chuyến thăm tiền trạm để chuẩn bị cho sự kiện ông Tập Cận Bình sang thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam. Theo nguồn tin không chính thức thì chuyến thăm sẽ được diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12. Như vậy, chỉ còn khoảng một tuần nữa chuyến thăm này sẽ được diễn ra. Hôm nay chúng ta sẽ đưa ra những nhận định tạm thời về mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Tập Cận Bình. Đầu tiên đó là để đáp lễ ngoại giao với Việt Nam. Tính đến nay đã tròn 6 năm kể từ chuyến thăm gần nhất của Tập Cận Bình tới Việt Nam là vào tháng 11 năm 2017. Cho đến thời gian gần đây, bắt đầu từ chuyến thăm quan trọng tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2022. Tiếp sau đó là các chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong khi đó, bên phía Trung Quốc chưa có một lãnh đạo cấp cao nào tới Việt Nam trong khoảng thời gian này. Thông tin về việc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam đã xuất hiện trong vài tháng gần đây. Thậm chí chuyến thăm đã có thể xảy ra trước cả khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Việt Nam vào hồi đầu tháng 9. Nhưng do những biến động bất thường từ lĩnh vực ngoại giao và lịch trình ngoại giao dày đặc của cả hai quốc gia, thậm chí là đến từ những nội dung bàn thảo còn có những điểm chưa đồng thuận của cả hai bên, dẫn đến việc Tập Cận Bình lỡ hẹn chuyến thăm tới Việt Nam và mọi việc cho đến hiện nay mới chỉ dừng lại ở công tác chuẩn bị. Thứ hai là việc Tập Cận Bình muốn khẳng định lại vị trí của Trung Quốc trong mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm từ tháng 12 năm 2022 cho đến nay, Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ ngoại giao lên cấp cao nhất đối tác chiến lược toàn diện với 3 quốc gia là Hàn Quốc tháng 12 năm 2022, với Hoa Kỳ vào tháng 9 và gần đây nhất là với Nhật Bản vào tháng 11. Nhìn vào đây, các bạn có thể thấy Việt Nam đang tăng cường quan hệ với các nước được cho là không mấy thân thiện với Trung Quốc. Trong đó đặc biệt là sự kiện Việt-Mỹ nâng vượt 2 cấp trong quan hệ ngoại giao. Mặc dù sau này chúng ta được biết là Việt Nam đã đi một nước cờ cao tay, đó là chủ động thông báo cho các nước bạn bè quan trọng, trong đó có Trung Quốc, trước khi đột phá nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Điều này để tránh những sự hiểu lầm không đáng có và cũng tạo vị thế đàng hoàng thể hiện đường lối ngoại giao tự chủ của Việt Nam. Không chỉ vậy, cùng với các hoạt động ngoại giao năng động, không biết mệt mỏi của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam từ song phương cho tới đa phương, với tất cả các quốc gia ở hầu hết các khu vực, tạo nên một năm 2023 thực sự bùng nổ về mặt đối ngoại của Việt Nam trên phạm vi toàn thế giới. Trước những diễn biến nhanh chóng về khả năng ngoại giao táo bạo của Việt Nam như vậy, để không bị chậm chân và mờ nhạt dần trong quan hệ với Việt Nam, thì bắt buộc Trung Quốc phải xúc tiến chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Việt Nam vào thời điểm này. Thứ ba, đó là Trung Quốc muốn nghe câu trả lời của Việt Nam về đề nghị tham gia cộng đồng chung vận mệnh. Đây là điểm mấu chốt để khiến Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam. Việc Trung Quốc muốn Việt Nam tham gia cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh được đề cập lần đầu tiên trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào cuối năm 2022. Nhưng khi đó Việt Nam chưa trả lời và đã để ngỏ câu chuyện cho tới nay. Như vậy Trung Quốc đã chờ đợi suy tính của Việt Nam sau đúng một năm cho câu hỏi này. Về cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh thì đây là một sáng kiến của Trung Quốc nhằm thiết lập một cộng đồng các quốc gia với mục đích đưa Trung Quốc trở thành vị trí trung tâm và lãnh đạo thế giới mới. Trong đó các quốc gia khác sẽ phục vụ và xoay quanh Trung Quốc để đối chọi lại với hệ thống của Hoa Kỳ. Nhiều ý kiến cho rằng khái niệm này thực chất chỉ là một cách gọi để nâng tầm quan hệ vượt trên cả khái niệm đối tác chiến lược toàn diện mà ngoại giao thế giới đang sử dụng phổ biến hiện nay. Việt Nam hiện đang có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 6 quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thế nên việc Trung Quốc muốn vượt Hoa Kỳ trong mối quan hệ với Việt Nam đã khẳng định vị thế cực kỳ quan trọng của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Trung Quốc không muốn cho Việt Nam thoát khỏi tầm ảnh hưởng của mình. Đây cũng có thể là cấp độ tiếp theo của sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc trước đó. Vì Việt Nam biết được cái bẫy trong sáng kiến vành đai và con đường, nên Việt Nam ngoài mặt thì rất ủng hộ. Nhưng trên thực tế thì Việt Nam rất hạn chế, không mấy mặn mà, và thậm chí là không muốn tham gia vào sáng kiến này của Trung Quốc. Cho nên việc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam lần này nhằm gây sức ép buộc Việt Nam phải có thái độ rõ ràng trong việc ủng hộ và đồng hành cùng với quan điểm của Trung Quốc, hay chính xác hơn là buộc Việt Nam phải ngả về phía Trung Quốc. Như vậy, sau khi nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ vào đầu tháng 9, thì tới tháng 12, Việt Nam lại chuẩn bị đón tiếp ngoại giao với phía Trung Quốc để cân bằng lại quan hệ, cho thấy năm 2023 sẽ là phép thử lớn nhất cho ngoại giao cây tre Việt Nam. Với việc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam,
thì phải chăng hai bên Việt-Trung đã đạt được một sự đồng thuận nhất định nào đó trong bản tuyên bố chung? Cây tre Việt Nam sẽ thể hiện sự khôn ngoan như thế nào? Chúng ta cùng chờ đợi chuyến thăm của Tập Cận Bình sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau.